Đỗ Quốc Hiền xin kính chào quý vị. Hiện nay là buổi chiều tối của ngày mùng 10 tháng 12 năm 2016. Và clip này chúng tôi trân trọng giới thiệu cặp bàn thờ bằng gỗ gụ, trong Nam gọi là cây gõ. Và kích thước chiều dài là 175, sâu 81, cao 1m27, kèm với cái bàn nhỏ bên dưới. Và cái này thì là cái mặt nó dày mặt liền và dày phân rưỡi, và chính vì mặt nó dày cho nên là cái khuôn này của nó cũng rất là dày. Và từ trên xuống dưới là sau khi cái bao lan đến mặt, xong là đến cái cổ là cái gấm chữ vạn tượng trưng cho vạn sự như ý, ở giữa là loài hoa đặc biệt dùng trong đồ thờ, đấy là hoa sen. Thế bên cạnh này thì là mai cải thọ đây. Đặc biệt là cái mai cải thọ này là đúng ý theo khách ở trong Vũng Tàu đặt tôi. Thế ở dưới là cái dạ nó là ngũ phúc, tức là năm con rơi, và kèm theo đồng thời với cái chữ thọ và các cái đồng tiền tượng trưng cho phúc lộc thọ. Đồng thời ngũ phúc cũng là trong cái câu ngũ phúc lập môn, tức là phú quý thọ khang ninh, là năm cái điều rất là quý. Và cái cặp bàn này là chúng tôi đang chuẩn bị đóng gói để đi Vũng Tàu cho anh Hùng. Anh có số điện thoại với cái đuôi 115. Và báo cáo quý vị là hiện nay chúng tôi hiện ở xưởng vẫn còn 3 bộ nữa giống y đúc như thế này, nhưng mà vẫn đang để mộc. Nếu quý vị nào mà thích một bộ giống thế này, chỉ cần đăng ký là đặt theo giống bộ của anh Hùng ở Vũng Tàu. Và cái này chúng tôi tạm đặt theo cái mã số là 175A, tức là coi như là bộ đầu tiên của cái bộ bàn thờ này đặt mã số. Và giờ đây thì cũng là trời cũng đã ngả xuống, cũng là tương đối tối rồi. Tôi sẽ xin tạm dừng ở đây. Và cái clip tiếp theo sẽ là chiếc kệ TV gỗ hương sắp chuyển cho anh Thăng ở Quảng Ninh. Đây là hình ảnh đang quay ở phía trước tầng 1 khu A, và bên kia đường là chính là khu B của chúng tôi. Xin tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những clip sau. Trong này những người thợ tôi vẫn đang cần vẫn làm các cái việc khác để cho các khách hàng khác.